Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con hôm nay con kính thưa Như Trưởng cũng là sư bá của con, cũng chỗ con nương tựa, chỗ con học hỏi từ xưa. Hôm nay con trở về đây, con hướng dẫn Phật tử sống sanh chút ít tịnh tài tịnh vật để con dâng lên cúng dường Tam Bảo. Sau con cúng dường Sư Trưởng cho con xin cúng dường Chư Tôn Thiền Đức Ni Hạ Tường tại chùa Tịnh Nghiêm. Con xin mời Phật tử có lời để dâng lên thắp bạch ngôi. Thanh chỉ một con Nam Mô A Di Đà Phật. Tay con có duy sự đồng thành, đầu thành đảnh lễ. Con xin bác hạnh cúng dường trường hạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Ni, hôm nay ngày 30 tháng 4 năm Quý Mão 2023, chúng con là Phật tử chùa Lương Phước vô cùng hân hoan được sự hướng dẫn của thầy con bông tập về trường hạ chùa Tịnh Nghiêm để viếng thăm và cúng dường. Trong khung cảnh trang nghiêm của đạo tràng, chúng con xin dâng lời bát bạch, ngưỡng bái bạch. Y theo luật tạng tỳ ni, hàng năm đến mùa sen trong đầm đã nở là báo hiệu mùa an cư kiết hạ của hàng tăng sĩ đã trở về trong các tòng lâm. Mùa hạ năm nay, quý ngài đã tổ chức trường hạ cho chư ni tại tỉnh Tiền Giang câu hỏi về Tịnh Nghiêm để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học trong 3 tháng an cư. Chúng con rất lấy làm vui mừng khi được nhìn thấy hình ảnh khả kính của Chư Tôn Đức Nghi khép mình trong giới luật, quay quần dưới ánh từ quan của Đức Phật, đoàn kết trong tình đạo vị, xứng đáng là trưởng tự của Như Lai, là thạch trụ của Thiền Môn, là nơi để Phật tử quy hướng. Vì ý thức trách nhiệm đối với đạo pháp, vì cảm ơn đức độ của quý ngài tinh tiến tu học trong 3 tháng an cư, nên dẫu rằng thời gian rất hiếm, vật chất khó khăn, nhưng chúng con kẻ ít người nhiều thành tâm sánh lễ trai nghi tịnh tài tịnh vật, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền Chư Tôn Đức chúng chứng minh. Phẩm Phật tuy đơn sơ nhưng nói lên lòng chí thành, chí kính. Như pháp cúng dường để hồi hướng phước báo này, cầu nguyện đạo pháp hưng long, đất nước thanh bình, nhân dân an lạc và gia đình chúng con kẻ âm được siêu, người dương được thơ thới. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức Ni thì từ ai mẫn nạp thọ và chân nơi chúng con được âm trên công đức. Chúng con thành kính đốt nén tâm hương thiên mình dưới đài sen, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Chư Tôn Đức Ni pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, tuổi thọ biên trường, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu giải thoát. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.